Tiến à? À, chào Tiến nha. Chào Tiến nha. Tiến cẩu khây nha, Tiến tai to nha. Úi giời, xấu hổ chưa? Xấu hổ chưa? Nào cả nhà ơi. Rồi, Tiến nó xấu hổ cả nhà ơi. Nào, lên tí nào đồng chí Kiên. Mày hai thằng nhóc tao xin lỗi mày. Rồi, xin mà. Ngọt thế nhỉ? Sâm này, sâm cái gì? Sâm Ngọc Linh Trường Sơn ở đâu này? Sâm tươi. Hả? Là sâm đấy. Ừ. Sâm tươi. Ngon mà ngon. Nào. Tiến xấu hổ à? Úi giời ơi. Xấu hổ với em Ngân rồi. Tiến vậy là thua em Ngân rồi. Ngân bây giờ em có bản lĩnh rồi, em có xấu hổ nữa đâu. Đấy, Tiến xấu hổ thế này. Bản lĩnh giờ đi xuống. Bản lĩnh ngày người ta phải đi lên. Rồi, bác quay ra đây đây. Quay ra cái bộ dàn của thắng như này đây. Bộ dàn hoành tráng quá. Đĩa hoành tráng. Đấy, loa Mỹ đây. Rất nhiều người gạ mua nhưng mà không bán đây. Đồ đồng, đồ cổ đây. Bây giờ nó vừa lòng. Đàn là to giá 2 tỷ nhá. Phải đông lại mà lâu phết nhỉ. Nào, bắt tay vào đây này, bốn tay nào. Bắt tay vào đây. Nhanh. Không có đéo, đang gấp thức ăn. Nào, thắng đâu. Nhớ rồi mẹ, không về anh quên mẹ đi. Thôi ba tay anh được. Bỏ tay. Rồi, ok. Đây bằng phim. Phim không ạ? Ok, bằng phim bằng phim. À, chụp ảnh nhá, chụp ảnh về thế. Rồi quay mặt về đây, quay mặt về đây. Đấy, nó phải từ từ xuất hiện. Mặt này nhá, giờ được đấy. Giờ là một trang sửa mới. Nhìn có xem có phải anh em không? Đây không ạ? Có gì nhìn được thấy đâu. Đúng không? Cần gì nhìn đây cơ mà. Rồi, ok. Giờ em chơi trong sửa mới. Rồi, tốt. Chơi và đồng em làm chơi. Đừng nói thế. À, chỉ thế. Nào, uống này, uống này, uống này. iPhone gì mà ảnh nó làm sao ấy. Không, nó để dùng, nó để dùng. Đây là em đi. Em ngồi xuống em. Ê, em cứ tóc xong phát thằng nó bảo mẹ tôi không hiểu ông bây giờ ông vẫn vậy. Rồi, ok đây. Bây giờ ra điều hòa này một câu. Thằng anh Hoa nó làm Hoa từ một tháng để có thể đấy. Tao có 7 rưỡi thôi. Em vừa bác đây. Ngon đấy. Tao có 7 rưỡi thôi. Nào, ra chờ tí. Mày tao nói mày này. Ok rồi. Mày một đời đế là ba đời ngoài. À, chơi quả tăng ánh sáng này. Nào Tuấn ơi. Thích đủ thứ. Tuyên đâu? Tuyên Tuấn à? Đó. Nào uống đi. Ok. Họ giờ đấy thích đủ thứ rồi. Thích đủ thứ rồi. Ok. Bạn này là mình có đồng minh rồi. Từ xưa này lẻ loi quá giờ có đồng minh rồi. Không em sắp rồi, em sắp rồi. Chẳng qua đợt này em đang sở hữu anh Liêu này mà em chưa. Ông Liêu bảo gì? Anh đã định gửi cho mi chú. Cuối vậy. Anh bảo iPhone kiểu gì là kiểu gì thế nhở? Anh nghi nghi. Thật đấy, anh nghi nghi. Chú có chuyện quá. Ừ. Nó bảo
bạn bè học với vội nhà ngố nó làm nhà quay phim này kìa. Nó bảo là đấy sáng chưa, úi giời ơi sáng chưa, thứ hai đêm thả ra ok tất cả được sáng thế thì các cái kiểu sầu nó ngắn ấy chưa đấy thôi, nhưng mà cái thằng nó bảo nó muốn hẳn máy bên trái đi à? Giờ em biết trái phải là máy nào đâu? Cái này. Đây máy đầu tiên. Đây bối rồi cái này mình sẽ mày chụp video này mà. Có chụp hoạt thôi nhá. Thôi, thôi. Mai tao không.